Em có thể bỏ cái điện thoại xuống, tập trung ăn cho xong đi được không? Em là bạn của anh, không phải là học sinh của anh đâu. Anh đừng có mắt há khóc của em như thế. Nếu em đã có điện thoại làm bạn rồi thì còn gọi anh ra đây làm gì? Anh cứ nghiêm khắc như thế, bảo sao mà không có cô nào yêu đấy. Anh có người trong lòng rồi. Thật đó? Chuyện xảy ra từ bao giờ thế ạ? Sao anh không nói cho em biết? Thế mà cũng mang tiếng gọi là bạn. Chuyện chưa đâu vào đâu nên anh không muốn kể. Cô gái đấy là ai đấy? Em có biết không? Biết. Cô ấy tên là gì? Đang làm việc với anh, sinh sống ở đâu hả anh? Em đang điều tra lý lịch ba đời nhà người ta đấy à? Thì khó khăn lắm mới có một cô gái có thể lọt vào mắt xanh của anh. Đương nhiên là em phải tò mò rồi. Anh Hiếu, hay là anh bật mí một chút về cô gái bí ẩn đấy đi. Bây giờ chưa phải lúc. Em là em nghi lắm nhá. Có phải là anh đang yêu đơn phương người ta đúng không? Em biết ngay mà, nhìn cái bộ dạng này của anh ấy, chắc chắn là em đoán đúng luôn. Thế tình hình bây giờ là như nào rồi anh? Anh kể cho em nghe đi, biết đâu ấy em có thể nghĩ được một cái cách tỏ tình ấn tượng. Cô ấy có người yêu rồi. Cái gì cơ? Anh đừng có nói với em là anh bị làm người thứ ba chen chân vào để mà phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người ta đấy nhá. Em nghĩ anh là hạng người như vậy à? Tình yêu thì đúng là không có lỗi thật, nhưng mà anh cũng là giáo viên đấy. Em vẫn phải nhắc cho anh nhớ, anh mà sống lỗi là cũng chẳng dạy được ai đâu. Trí tưởng tượng của em đi chơi xa quá rồi đấy. Alo, em đây. Em à, chiều nay anh có buổi họp gấp ở công ty, chắc là không đi thử đồ cưới cùng em được rồi. Hay là mình rời sang hôm khác được không? Chán thật đấy. Nhưng mà lịch làm việc của em từ nay đến cuối tháng ấy, nó kín cả rồi. Hay là thế này đi, em cứ đi thử đồ cưới một mình, rồi anh xong việc anh chạy qua luôn. Đành vậy thôi, biết làm sao bây giờ. Chán thật đấy, đã hẹn như thế rồi. Có chuyện gì vậy? Em với cả anh Quang hẹn nhau là chiều nay đi thử váy cưới, thế mà bây giờ anh lại bảo bận không đi được. Anh sao vậy? Không sao, anh thấy mừng cho em thôi. Mừng á? Mừng mà nhìn mặt anh như kiểu vải gặp nước thế. Mà chuyện quan trọng như vậy mà không thấy em nói với anh một tiếng. Thì hôm nay em hẹn anh ra đây ăn trưa là để thông báo về chuyện này đấy. Em sắp kết hôn rồi. Chúc mừng em nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Mà chiều nay ý, anh có bận gì không? Sao thế? Nếu mà anh không bận ý, hay là chiều nay anh đi thử váy cưới với em đi. Sao lại rủ anh? Anh đi cùng em không tiện đâu. Hay là em rủ Phương Anh đi cùng đi. Trời ạ, anh học cùng với chị gái em từ nhỏ, anh còn không biết à? Cái gu thẩm mỹ của chị gái em với em ý, khác nhau một trời một vực ấy. Nhưng mà anh cũng có biết gì về váy cưới đâu. Thì anh cũng có cần phải biết hay là có kinh nghiệm gì đâu. Anh chỉ cần đi với em là được. Em cứ vào trước đi nhá. Anh ra đỗ lại cái xe một chút. Dạ vâng. Anh thấy em mặc chiếc váy này thế nào? Đẹp, rất đẹp. Đây đúng là lụa đẹp vì người trong truyền thuyết đây mà. Anh càng ngày càng biết ăn nói đấy. Vợ anh đẹp, có mặc bao tải vẫn đẹp, chứ nói gì đến váy cưới. Anh đang ở đâu thế? Sắp xong việc chưa anh? Anh
Anh vẫn đang ở công ty, đang bị sếp mắng. Hôm nay không qua thử đồ cưới với em được rồi. Sao em còn đứng đây? Người đàn ông ở kia là anh Quang, chồng sắp cưới của em. Em ổn chứ? Tim của em bây giờ giống như là vừa bị người khác cầm dao đâm vào một nhát vậy. Để anh xử lý anh ta giúp em. Anh đừng làm gì cả. Chuyện này là chuyện riêng của em. Em sẽ tự mình giải quyết. Nhưng mà... Anh tin em. Em sẽ không làm điều gì dại dột đâu. Em có ưng cái váy này không? Hay là để anh chọn cho em một chiếc khác xem nó như thế nào? Dạ vâng ạ. Chồng chọn cho em thì cái nào em cũng thích. Đợi anh nhé. Anh biết thuật phân thân đấy à? Vài giây trước vẫn đang còn ở công ty để nghe sếp mắng, thế mà bây giờ lại có mặt ở hàng váy cưới để mà chọn váy rồi. Anh đúng là giỏi thật đấy. Anh Quang, anh còn gì để giải thích không? Anh... Cô là ai mà dám dùng giọng điệu đó để nói chuyện với chồng tôi? Chồng cô cơ? Thế thì mời cô thử hỏi ông chồng quý hóa của cô xem tôi là ai. Anh bỏ tôi ra! Anh muốn nói chuyện à? Ba mặt một lời, nói luôn tại đây đi. Chồng, cô gái hung dữ này là ai thế anh? Cô ấy là... Anh trả lời em đi. Cô ta là ai? Tại sao anh lại sợ cô ta như vậy? Anh không nói được à? Thế thì để tôi nói hộ cho anh nhá. Giới thiệu với cô, tôi là bạn gái của anh ấy đấy. Anh Quang, cô ta nói vậy là có ý gì? Lẽ nào anh lấy lút ngoại tình sau lưng em à? Theo tôi thấy thì cô mới là người thứ ba đấy. Cô và anh ta đã quen nhau bao lâu rồi? Chúng tôi yêu nhau được nửa năm rồi. Vậy thì chúc mừng cô nhá. Cô mới chính là người thứ ba đấy. Tôi và cái tên cặn bã này đã yêu nhau được 2 năm rồi. Chúng tôi cũng đang lên kế hoạch để tổ chức đám cưới đấy. Anh Quang, những gì cô ta nói có phải sự thật không? Anh nói gì đi chứ? Em bình tĩnh, kẻo ảnh hưởng đến con đấy. Anh ngoại tình với người khác, có con luôn rồi cơ. Thế mà anh vẫn còn muốn kết hôn với tôi. Thế sao lại tin tưởng mình như thế anh Quang? Anh... Chia tay đi. Từ nay về sau, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Ngọc Anh, tôi không muốn nghe bất cứ một lời dối trá nào của anh nữa. Tôi làm mất hết à? Chị tự vào đi. 7 giờ rồi, không chịu dậy đi làm đi. Hôm nay em xử lý công việc qua mail, em không đến tập đoàn đâu. Em như thế này một tuần rồi đấy, định kéo dài tình trạng này đến bao giờ hả? Em không biết. Dậy đi, phấn chấn lên. Em đã cố gắng rồi, nhưng mà em cảm thấy là em không làm được. Em mất niềm tin vào cuộc sống này rồi. Quang chỉ là một trường hợp cá biệt. Cậu ta không đại diện cho tất cả đàn ông trên đời. Cậu ta xấu xa, nhưng không có nghĩa tất cả đàn ông đều xấu xa. Em đừng có đánh đồng như vậy. Em vẫn biết lý thuyết là như thế, nhưng mà em vẫn không thể nào chấp nhận được cái việc mà người ta cắm sừng lên đầu mình. Thế không lẽ vì một người đàn ông tệ bạc làm mình tổn thương, em định trốn trong nhà cả đời à? Em không trốn, chỉ là hiện tại em vẫn chưa biết là phải đối mặt với thế giới này như nào thôi. Như thế này là trốn tránh chứ còn gì nữa. Nhân viên của em mà nghe thấy câu này thì hình tượng của em trong lòng họ sụp đổ mất. Chị mà không nói thì làm gì có ai biết. Thôi không nói nhiều nữa, dậy đi. Không đi làm thì đi shopping, đi chơi. Đừng có ru rú trong nhà thế này nữa. Thôi, chị cứ kệ em. Chị ra ngoài đi, em không chết được đâu mà lo. Cái mi nhà tôi suốt ngày nhốt mình trong nhà, chìm đắm trong đau khổ và tuyệt vọng. Tôi nói gì thì nó cũng chả nghe nữa. Tôi sợ cứ tiếp tục tình trạng này, khéo nó trầm cảm mất. Tôi cũng nhắn tin gọi điện suốt cho mi, nhưng mi không chịu nghe. Nó không nghe máy thì cậu phải tới nhà tìm nó chứ.
Tôi nghĩ chắc là My không muốn gặp tôi. Sao nó lại không muốn gặp cậu? Dù gì thì từ nhỏ đến giờ nó luôn coi cậu là anh trai mà. Nếu cô ấy muốn gặp tôi thì đã nghe máy của tôi rồi. Chắc là nó cảm thấy xấu hổ, không biết nên đối mặt với mọi người thế nào thôi. Cậu nghĩ tôi có nên dạy cho tên khốn đó một bài học không? Không đáng đâu bạn ạ. Cậu còn là giáo viên nữa, làm vậy không hay đâu. Chuyện quan trọng nhất của chúng mình bây giờ là phải tìm cách xốc lại tinh thần cho My. Được, việc này cậu cứ giao cho tôi. Em xin lỗi. Em cũng muốn trở nên xinh đẹp mà. Vậy thì em làm gì đấy đi. Anh chán em lắm rồi. Anh đi đây, mất thời gian. Anh Long! Anh Long! Sao anh lại đến đây giờ này? Hôm nay không cần phải đi dạy à? Sao anh lại nhìn em với ánh mắt đấy? Em định sống như thế này đến bao giờ? Lần này anh không đứng về phía em nữa à? Nhìn thấy em trong bộ dạng này, em có biết là anh cảm thấy thế nào không? Nếu mà anh chỉ định chỉ trích em thì không cần phải nói nữa đâu. Mấy ngày hôm nay em nghe từ phía bạn thân của anh cũng đủ rồi. Trước đây anh cảm thấy tự hào về em bao nhiêu thì bây giờ anh càng thất vọng bấy nhiêu. Anh không ở trong hoàn cảnh của em thì làm sao mà hiểu được cái sự khốn khổ của em chứ. Em hãy nhớ, bố mẹ em sinh em ra đã vất vả như thế nào. Em lớn lên trong vòng tay của bố, trong sự nung chiều của mẹ. Đối với họ, em luôn là một đóa hoa rực rỡ. Tại sao vì một người đàn ông mà phải heo hố lụi tàn như vậy? Những điều mà anh nói em đều hiểu, em đều biết cả. Nhưng mà bản thân của em không thể nào mà thoát ra được. Nếu tình yêu không đem đến cho em những cảm xúc tích cực nhất thì hãy dừng lại đi. Bởi chắc chắn đó là một mối tình sai. Em cảm ơn anh, nhưng mà em không phải là học sinh của anh, nên anh cũng không cần mất thời gian đứng đây để mà giảng đạo lý với các em đâu. Một lần thất bại trong tình yêu chẳng có nghĩa lý gì cả. Điều quan trọng không phải là yêu ít hay yêu nhiều, mà là yêu đúng người. Chỉ khi em trao tình yêu đó cho đúng người thì tình yêu đó mới trở nên ý nghĩa. Dù hôm nay em có giận anh cũng phải nói hết những suy nghĩ của lòng mình. Em đường đường là chủ tịch của tập đoàn ABA, tại sao lại có thể yếu đuối như vậy được? Vì một gã đàn ông tồi tệ mà đòi sống đòi chết, không phải em đã lãng phí cuộc đời này quá hay sao? Hãy rơi nước mắt cho những gì xứng đáng, đừng phung phí, cũng đừng tùy tiện. Người yêu thương em, thật lòng với em, họ sẽ xót xa khi nhìn thấy em khóc. Nhưng một khi trong lòng họ đã không có em, thì dù em có khóc thành sông thành suối, họ cũng chẳng mảy may bận lòng đâu. Em hãy tỉnh táo và mạnh mẽ lên. Đừng phí hoài nước mắt của mình cho người không xứng đáng. Nếu em không phấn chấn trở lại thì từ nay chúng ta không còn là bạn bè nữa. Chị vào đi. Chị đi này.
Chị có đang nhìn nhầm không nhở? Em đã nghĩ thông suốt rồi. Tốt. Rất tốt. Từ nay nhá, chị không bao giờ cần phải lo lắng cho em nữa. Chỉ là bị một thằng đàn ông tồi tệ cắm sừng thôi mà, làm sao có thể khiến cho em gái của chị bị suy sụp được cơ chứ. Đúng đúng đúng. Đời còn dài, dai còn đầy, sao phải xoắn. Em đã nhận ra rồi, những lời mà anh Hiếu nói với em hôm trước nhá, là đúng hết. Diễm My này làm sao có thể bị gục ngã bởi một người đàn ông được cơ chứ. Chỉ cần em muốn thôi là em sẽ có một cuộc sống cực kỳ tốt. Đúng là chỉ có Hiếu mới hiểu em. Anh Hiếu là bạn của chị, nhưng mà lại thân với cả em hơn. Anh Hiếu mà không hiểu em ý, thì còn ai hiểu nữa. Hai đứa sinh ra cứ như thể là dành cho nhau ấy nhở. Hay là... Thôi đi, chị đừng có mà gán ghép lung tung nữa. Bọn em chỉ là anh em với nhau thôi. Hơn nữa ấy, anh cũng có người trong lòng rồi mà. Này, bình thường em thông minh lắm mà, sao dính đến chuyện tình cảm lại như gà mờ thế? Sao lại bảo em là gà mờ? Thôi, từ từ rồi em sẽ hiểu. Sửa soạn còn đi làm đi, tập thể ABA đang đợi em đấy. My, hôm nay đừng có đi xe bus nữa, lên xe đi anh. Anh tưởng em vẫn còn giận anh chứ. Em mà giận anh thế mới chơi với ai đây? À, thì ra là em sợ không có người chơi cùng nên mới bám lấy anh à? Thế không đúng à? Thôi, mình về đi. Hôm nay anh muốn ăn gì? Mới hôm nay nhà trường tổ chức tiệc tùng liên tục, anh chán lắm rồi, giờ chỉ thèm cơm nhà thôi. Hay là anh qua nhà em nấu đi. Sao người nấu lại là anh? Hay. Em thì em vụng rồi, làm sao mà nấu được. Còn tay nghề đầu bếp của anh ấy hơn hẳn chị Phương Anh. Anh không nấu thì ai nấu? Ôi giời, cứ tưởng được làm khách cơ. Thôi được rồi, đưa chìa khóa đây anh lái cho. Đi thôi. Wow, công nhận là ngon thật đấy. Nhìn món nào cũng ngon chị Phương Anh ạ. Em tin chắc nhá, sau này cô nào mà cưới được anh ý, phải gọi là phúc ba đời. Chị cũng có chung suy nghĩ với em đấy. Của anh này. Thôi, tôi về đây. Để tôi bảo cái My lái xe đưa cậu về. Thôi, dạo này My nhiều việc, cứ để cô ấy nghỉ ngơi. Cậu có điều gì muốn nói với tôi à? Cậu định đơn phương thích em gái tôi đến bao giờ nữa? Chuyện này sao cậu lại biết? Tôi là bạn cậu, hơn nữa cả thế giới đều biết cậu thích My. Chỉ có con bé ngốc nghếch nhà tôi là không biết thôi. Thế cậu không định tỏ tình với nó à? Như My không thích tớ thì sao? Tớ thà làm bạn thân còn hơn là mất đi tình bạn đẹp đẽ này. Chính vì cậu không quyết đoán, không dám thổ lộ nên My nó mới yêu một người tệ bạc như Quang đấy. Nhưng... đời người chỉ sống một lần thôi, cần dũng cảm thì dũng cảm, đừng để đến cuối đời phải hối hận. Anh Hiếu, chị Phương Anh, có chuyện gì thế ạ? Có chuyện này anh muốn nói với em. Có chuyện gì anh cứ nói đi ạ, em đang nghe đây. Anh thích em. Anh có thể làm bạn gái của em được không? À, ý anh là em có thể làm bạn gái của anh được không? Tại sao anh lại thích em? Anh cũng không biết là vì sao. Anh chỉ biết là anh thích em từ rất lâu rồi. Em biết rồi. Biết rồi là ý gì? Em có đồng ý làm bạn gái anh không? Mặc dù em chưa biết là sau này sẽ cư xử với anh như thế nào, nhưng mà chúng ta có thể thử. Nói vậy nghĩa là em đồng ý làm bạn gái anh đúng không? Thế
Thế là từ nay không được làm bạn với Hiếu nữa rồi. Thôi, chúc mừng hai người, trả không gian riêng tư cho hai người đấy. Anh Hiếu, em cảm ơn anh vì anh đã xuất hiện ở trong cuộc đời em. Cảm ơn vì anh đã luôn ở bên, bảo vệ, bao dung cũng như là che chở cho em. Cảm ơn anh vì đã luôn kiên trì thích em mà không hề bỏ cuộc. Cảm ơn em vì đã đồng ý. Anh yêu em.